Thưa quý vị, thưa các bạn, sau hơn 4 tháng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực, theo đánh giá của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp Việt Nam đã bước đầu thâm nhập được các thị trường tiềm năng và tận dụng ngay lập tức các ưu đãi cam kết thuế quan của Hiệp định này đối với một số sản phẩm Việt Nam có thế mạnh. Tuy nhiên, nhìn thực tế thị trường nội địa từ đầu năm tới nay, nhiều sản phẩm của ngành nông nghiệp đã giảm giá rất sâu, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại nhập ngoại. Thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng nông sản thực phẩm từ thị trường các nước là thành viên tham gia CPTPP đã giảm về 0%. Ngay lập tức người tiêu dùng Việt Nam đã được hưởng lợi, được chọn mua hàng ngoại với giá cạnh tranh. Tuy nhiên, trứng gia cầm rớt đáy, giá đường giảm mạnh, nhiều vườn mía lao đao là những dòng tít được nhiều tờ báo gọi tên thời gian gần đây. Những ngành nghề lĩnh vực này đã từng được cảnh báo từ rất sớm là rất dễ thua thiệt khi Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Thực tế, tại thị trường nội địa, không ít hộ chăn nuôi lao đao vì nhiều loại trứng gà đang được bán với giá chỉ khoảng 1.600 đồng một quả. Trong khi đây là mức giá mà ngay cả các chủ trang trại chăn nuôi gà ở Việt Nam cho rằng mới chỉ đủ chi phí sản xuất mà chưa có công. Nhìn ra thị trường nước ngoài, cùng thời điểm CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam, hệ thống cảnh báo nhanh của Liên minh châu Âu EU đối với mặt hàng thức ăn và thực phẩm nguy cơ gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng RASFF đã thông báo 17 lô hàng nông sản và thủy sản Việt Nam bị từ chối hoặc giám sát khi nhập vào EU. Trong một công bố khác, Trung tâm WTO và Hội nhập của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng các thị trường thành viên CPTPP đầy tiềm năng cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam, nhưng để cơ hội tiềm năng thành hiện thực lại không hề dễ dàng. Ví dụ như thị trường Úc, đây là thị trường có những quy định nhập khẩu hết sức khắt khe, đặc biệt là các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định về ghi nhãn, về những rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nông sản. Đơn cử một quả trứng hay 1 kg thịt vào một thị trường như vậy để thấy CPTPP, một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chất lượng cao, tưởng là còn xa nhưng đã tác động trực tiếp tới mỗi nông dân và từng doanh nghiệp của chúng ta. Vậy mà không ít hộ chăn nuôi vẫn chưa hiểu vì sao trứng ngoại nhập khẩu đi từ nước ngoài qua hàng ngàn cây số, gói bọc, bảo quản kỹ càng nhưng vẫn rẻ hơn trứng nội. Tại hội nghị phổ biến Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương tới các sở ban ngành của thành phố Hải Phòng và 5 tỉnh lân cận gồm Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình và Quảng Ninh vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết đến thời điểm này mới có 18 bộ ngành và 51 tỉnh thành phố trên toàn quốc xây dựng xong kế hoạch hành động. Bộ Công Thương cũng đặt ra cái ưu tiên cao nhất là phải thực thi một số những cái cam kết mà có tính gọi là gấp rút cần phải thực hiện. Thứ nhất là phải tổ chức nội luật hóa ngay để đảm bảo cái sự đồng bộ và tương thích của luật pháp Việt Nam đối với lại các cái nền tảng cơ bản của luật pháp quốc tế mà đã được thể hiện trong các cái nội dung của CPTPP. Và như là cụ thể thì chúng ta đã thấy là qua quá trình rà soát thì chúng ta đã triển khai ngay sau khi được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì để mà xây dựng cái dự luật về điều chỉnh các cái nội dung cơ bản của cái luật kinh doanh bảo hiểm và luật sở hữu trí tuệ. Và ngay trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 này thì chúng ta sẽ báo cáo trình Quốc hội để thông qua cái dự luật đó. Như vậy là CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam được hơn 4 tháng và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch của các bộ ngành địa phương cũng đã chậm hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa hoàn thành. Chừng nào mà các cái chương trình hành động đó chưa được cụ thể hóa và ban hành thì nó cũng sẽ gây ra những cái thiệt hại cho những các cái thành tố trong xã hội và nhất là về khía cạnh kinh tế và xã hội. Và vì vậy thì rõ ràng yêu cầu cao nhất là chúng ta phải sớm có một cái khung khổ tổng thể của tất cả các chương trình hành động của các bộ ngành để chúng ta có cái cách tiếp cận đầy đủ và toàn diện, và chúng tôi dự kiến trong tháng 5 sẽ phải hoàn tất. Còn với các bộ ngành còn có một số cái vướng mắc và trong cái chậm trễ thì chúng tôi cũng đang đôn đốc và phối hợp với họ để làm sao đảm bảo được cái việc như là mục tiêu đặt ra là trong tháng 5 này phải hoàn tất cái này. Điều mà tất cả các chuyên gia đánh giá cao ở kế hoạch về việc thực hiện Hiệp định CPTPP của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 1 năm 2019, đó là quy trách nhiệm cho người đứng đầu để đảm bảo các kế hoạch hành động từ các cấp thừa hành phải được thực thi một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đảm bảo tận dụng tối đa các cơ hội và biến các thách thức từ CPTPP thành cơ hội để hội nhập thành công.